Chào mọi người, lại là Hoàng đây. Thì một tuần vừa rồi khá là bận và Hoàng ra video hơi trễ. Thì trong video lần này á, Hoàng cũng sẽ tiếp thu những cái góp ý của tất cả mọi người, đó là sẽ làm những video nó ngắn 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 và chỉ những cái tip đơn giản để mọi người có thể thực hiện nhanh nhất. Còn làm video mà hơi dài thì cũng sẽ hơi tốn thời gian và nó sẽ nhiều chi tiết quá, mọi người sẽ khó nắm bắt được. Thì trong video lần này, Hoàng sẽ thực hiện hiệu ứng chuyển cảnh đơn giản với Lumaki, và hiệu ứng này Hoàng sẽ thực hiện trên Premiere. Còn thực hiện như thế nào thì hãy cùng xem nhé. Rồi, để bắt đầu cái này thì mình sẽ cần có hai video. Thì video đầu tiên á là mình sẽ để ở phía trên và video thứ hai mình sẽ để ở dưới. Trong cái tab effect mình sẽ search cái Lumaki, mình sẽ gọi chữ Luma và add cái Lumaki đó vào cái video phía trên. Thì ở đây sẽ có hai giá trị mình cần lưu ý là threshold và cutoff. Thì cái threshold nó sẽ điều chỉnh khu vực tối trở thành công suất, và giá trị của nó càng cao thì sẽ làm tăng cái vùng công suất lên. Còn cutoff thì điều chỉnh cái vùng đục, nếu mà mình kéo qua phải sẽ làm tăng cái độ công suất của video, và kéo qua trái thì sẽ làm giảm được công suất video. Đầu tiên thì mình sẽ cả threshold và không đã. Sau đó mình sẽ chọn cái điểm bắt đầu cho cả hai và tiến hành key. Bây giờ mình đã chọn điểm bắt đầu, mình tiến hành chọn key ha. Sau đó tới cái điểm kết thúc mình muốn tạo hiệu ứng chuyển cảnh, mình sẽ kéo cả hai lên 100%. Rồi bây giờ mình sẽ đang kiểm tra lại là xem là coi nó đã có cái hiệu ứng về thị giác nó tốt nhất chưa. Mình cảm thấy nó vẫn còn hơi khựng khựng. Rồi, bây giờ mình sẽ điều chỉnh một chút, mình sẽ lùi cái điểm bắt đầu về một chút. Rồi mình xem lại, bây giờ thì có vẻ là tương đối rồi. Anh em lưu ý là cái điểm kết thúc của threshold cũng như cutoff là không nhất thiết phải cùng một điểm ha. Mình có thể, thường thì mình sẽ để threshold kết thúc trước và cutoff kết thúc sau. Rồi sau khi mình đã tạo cái hiệu ứng mong muốn rồi, thì bây giờ cái phần này mình sẽ làm thêm là mình sẽ tạo cái hiệu ứng mở đầu. Thì mình sẽ quét chọn hai cái key ban đầu của kết hôn và kết ấp, mình nhấn Alt Left và lít kéo nó về vị trí của timeline, con chó của timeline. Rồi ở điểm bắt đầu của video mình sẽ cho hai giá trị này là 100%, mình tiến hành key với giá trị là 100%. Rồi xong rồi, bây giờ thì mình sẽ cho cái kết hôn nó lên một chút, nó lùi ra một chút để mà tạo cái hướng thị giác tốt nhất. Rồi anh em có thể thấy đây, từ mờ đục trở thành trong suốt xuất hiện hình ảnh và bắt đầu biến mất. Rồi thì là hoàn chúng ta đã hoàn thành cái phần tiến hành hiệu ứng rồi. Thì còn một vài bước cuối cùng á, cái bước này mình sẽ thêm vào để cho nó mượt mà nhất. Thì mình sẽ chuột phải vào cái video bên dưới, mình chọn Default Transition để ra cái Road Dissolve, cái gì đó mình không biết đọc cái từ này, để nó có một cái hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà nhất. Trong video tiếp theo thì Hoàng sẽ tiếp tục làm một hiệu ứng khác đối với Lumaki. Cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này, và nếu mọi người thích thì cứ để lại một like, một sub cho Hoàng, và Hoàng sẽ cố gắng mỗi tuần ra một video nào đó với nội dung đơn giản dễ hiểu để giúp mọi người có thể làm và có kết quả tốt nhất ha. Xin chào tạm biệt.